Cục đá quý này, một tượng ếch được chế tác từ đá cẩm thạch, bất ngờ lộ diện và thu hút sự chú ý của giới trái tim nghiêng nghẹn về nghệ thuật và di sản cổ điển. Được sản xuất khoảng 3.000 năm trước tại Trung Quốc thời nhà Thương, bức tượng ếch này có chiều dài 25cm và hiện đang là một phần quý báu của một bộ sưu tập tư nhân ở New York, Mỹ. Điều đặc biệt về tác phẩm nghệ thuật này là cách nó được chạm khắc tinh xảo. Người nghệ nhân đã sử dụng kỹ thuật chạm khắc khéo léo để tái hiện một con ếch với sự cách điệu độc đáo. Hai chân sau của con ếch được chế tác cẩn thận theo hình thức phù điêu, tức chạm nổi, với rãnh ở phần giữa, thể hiện sự tinh tế và tài năng của người thợ thời cổ đại. Đặc biệt hơn, mắt của con ếch được làm bằng cách đục hai lỗ nhỏ và đặt vào trong hốc hình vuông, tạo nên một hiệu ứng thị giác độc đáo. Bức tượng ếch này vừa được đấu giá tại Sotheby's New York vào ngày 19 tháng 9 với giá mức kỷ lục là 1,2 triệu đô la Mỹ. Khoảng hơn 29 tỷ đồng, chứng tỏ giá trị và sức hấp dẫn của nghệ thuật vàng cổ điển trong mắt các nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới.